Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Vãng cảnh hay vãn cảnh? Thứ nhất, vãng cảnh. Vãng là từ gốc Hán, có nghĩa là đi đến. Cảnh là phong cảnh. Vãng cảnh là đi đến ngắm cảnh. Thí dụ, tôi đi vãng cảnh chùa Hương. Nét nghĩa này ta còn gặp trong từ vãng lai là qua lại, thường để thăm viếng. Thí dụ, anh ấy là khách vãng lai. Thứ hai, vãn cảnh. Vãn là từ gốc Hán, có nghĩa là buổi chiều. Vãn cảnh là cảnh buổi chiều. Vãn cảnh được dùng với nghĩa ẩn dụ, chỉ cảnh về già. Như vậy, vãn cảnh và vãn cảnh là hai từ có nghĩa khác nhau. Tùy theo văn cảnh mà chúng ta dùng từ vãn cảnh hay vãng cảnh. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ bắt tréo hay bắt chéo. Mến chào tạm biệt các bạn.